possible. Trước khi trở thành khách hàng của Phan Lo, thì chúng tôi chỉ được biết đến cái tên Phan Lo như là một công ty luật hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bản quyền. Tuy nhiên sau khi sử dụng dịch vụ Phan Lo, thì điều mà khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là cái tác phong chuyên nghiệp, cái mong muốn luôn luôn mang tới những cái giá trị tốt nhất và những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty Phan Lo, thay mặt ban giám đốc công ty Việt News Corp, chúng tôi xin gửi đến quý công ty những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Phan Lo ngày càng lớn mạnh và có nhiều thành tựu hơn nữa cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tôi có vinh dự được làm việc với các anh chị em Phan Lo ngay từ những ngày đầu về Việt News Corp. Điều ấn tượng nhất với tôi đó là các bạn đã mang lại dịch vụ khách hàng tốt nhất, tư vấn thuế, tư vấn thủ tục pháp lý liên quan một cách tốt nhất. Chính sự hỗ trợ của các bạn đã góp phần không nhỏ vào thành công của Việt News Corp đến ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, thay mặt các anh chị em Việt News Corp, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các anh chị em Phan Lo. Chúc các anh chị em thật là nhiều sức khỏe, góp phần vào sự phát triển của Phan Lo trong thời gian tới. Chúc các Fanner dùng tiếng nói, kiến thức của mình để cung cấp cho đối tác, bạn đọc những nội dung pháp luật bổ ích. Chúc Phan Lo mở rộng chi nhánh trên phạm vi cả nước nhằm mang lại dịch vụ khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.